Em chào toàn thể anh em đến với cái video của em ngày hôm nay. Thì bên em chuyên cung cấp phụ kiện săn bẫy, lưới chài phục vụ các bác đánh chim ngày chim đêm. Bác nào mà lần đầu tiên lướt online nhìn thấy kênh của em thì cho em xin một nút like ở bên góc bên này màn hình. Và nhớ ấn cho em cái vào cái chữ chuông ở góc bên này màn hình để các bác đăng ký kênh của em để xem những cái video mới nhất và những cái sản phẩm ok nhất ở bên em đưa tới tay phục vụ các bác. Thì hôm nay em làm một cái video này để có một cái lời giải đáp dành cho tất cả quý khách hàng trong thời gian em bán hàng, quý khách hàng đặt cho em. Đó là em ơi, làm sao lưới bên em thì nhanh phai màu? Thì hôm nay em xin trả lời câu hỏi này như sau. Đối với sản phẩm trên thị trường này đang bán thì nó có rất nhiều dòng lưới, và cũng như nhà em cũng vậy thôi, có rất nhiều sản phẩm lưới. Thì ở video này đây là hai sản phẩm hai tay lưới, một dòng là lưới tàu, là một dòng là dòng sinh pha. Em để như này các bác có dễ nhận biết không ạ? Cái lưới bóng hơn này chính là dòng sinh pha, và cái lưới không bóng đen đen tuyền như này là dòng lưới tàu. Thì hai cái dòng lưới này thì tất cả là lưới bọn em nhuộm đó anh em nhé. Và em lấy trước khi đi vào giải đáp, em có một cái ví dụ đơn giản này cho các bác dễ hiểu câu trả lời của em này. Ví dụ như khi các bác đi nhuộm tóc ấy, nhuộm cái tóc của mình ấy, các bác ra hiệu, các bác nhuộm một loại là thuốc thường. Đối với dòng thuốc thường thì nó rẻ tiền hơn và nó nhanh lên màu tóc hơn, và cái độ bám màu của nó lại lâu hơn. Nhưng những cái bác nào mà chúng ta nhuộm cái thuốc đắt tiền này mà nó có độ phủ bóng cao ấy, thì đắt tiền hơn này, nó lại nhanh phai màu hơn, nhưng độ lên màu của nó lại đẹp, đẹp hơn như đấy, nhưng nó lại rất nhanh phai màu. Tại vì sao? Khi mà mình nhuộm hai cái chất liệu này lên tóc thì cái tóc bác nào nhuộm mà có phủ bóng ấy, đó là một lượt collagen lên ấy, thì tóc nhuộm xong nó rất là mềm tóc và rất là đẹp. Nhưng cái bác nào nhuộm thuốc thường ấy thì khi nhuộm xong tóc của mình nhìn rất là khô sơ. Đấy, em nói ví dụ trên tóc là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào lưới. Đối với lưới cũng vậy, cũng tương tự như vậy thôi. Đối với lưới tàu thì khi các bác nhuộm cùng một cái sản phẩm thuốc nhuộm Thái đấy, chúng ta nhuộm lên tay lưới tàu này. Đấy, em nhuộm nhưng nó lại ra màu đen kịt như này. Chung một nồi thuốc nhuộm, chung một thời gian nhuộm và chung một loại thuốc nhuộm của Thái Lan, khi nó lại ra màu đen kịt này. Còn đối với sản phẩm sinh pha thì sao ạ? Nó lại ra cái màu này, màu đen kiểu xanh 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 này. Và lưới của nó lại nhìn lại rất là bóng hơn. Tay anh em nhìn thấy không? Tay ông ánh này, còn này thì lại khác. Thì nói như vậy thì các bác đã hiểu ra một phần nào rồi. Tại vì sao? Đối với cái sản phẩm lưới này khi chưa nhuộm, lưới nguyên bản toàn bộ là lưới trắng. Và lưới sinh pha này cũng vậy, lưới của nó là lưới anh tím. Khi chúng ta chưa nhuộm thì nhà sản xuất người ta đã phủ lên bề mặt lưới một cái lớp bóng. Lớp bóng đấy có tác dụng là bảo vệ cái sợi lưới dưới tác nhân môi trường, ví dụ như ánh nắng này, nhiệt độ cao này, để bảo vệ cho cái sợi lưới của chúng ta nó không bị nhanh chết lưới, không bị cứng lưới, không bị gọi là phôi hóa, gọi là biến hóa, gọi là biến đổi khi ở dưới ánh nắng mặt trời nhiệt độ cao, là nó không bị biến đổi, nó không bị chết mắt lưới nhanh như các dòng lưới tàu đó. Nhưng chính bởi cái phủ bóng đó, nó bảo vệ sợi lưới, cho nên khi chúng ta nhân tạo lên nó là chúng ta nhuộm màu đấy ạ. Thì khi chúng ta nhuộm màu thì cái độ bám màu của nó sẽ không được tuyệt đối, nó không được, độ bám màu của nó sẽ không được lâu thời gian, này là cái thứ nhất. Với cái thứ hai, cái độ ăn màu của nó cũng kém hơn so với dòng lưới tàu đó. Chính vì thế các bác khi mua hàng ở bên nhà em, nếu các bác mua lưới đẹp thì các bác dùng một thời gian các bác vui lòng các bác chịu khó nhuộm lại giúp em, hoặc là gửi lại shop sẽ có trách nhiệm nhuộm lại cho chúng ta đó. Chứ nó không được lâu màu như lưới tàu này. Lưới tàu này có thể thể là các bác đánh cả vụ mà chúng ta không phải nhuộm lại. Nhưng đối với dòng lưới sinh pha này, chúng ta không đánh được một vụ, chúng ta chỉ đánh được tháng, hơn tháng tí thôi là chúng ta phải nhuộm lại rồi. Đấy anh em nhá, đấy em giải thích rõ để giải thích những cái khúc mắc ở trong lòng của anh em khi mua hàng. Lại bảo là em ơi, sao lưới của em đều thế, anh về anh đánh nó nhanh phai màu thế. Thì đây em giải thích luôn. Đấy, trả lời cái khúc mắc ở trong lòng tất cả quý khách hàng yêu quý của em là nó như vậy. Đấy, tất cả lưới tốt thì các bác vui vẻ là dùng một thời gian chúng ta nhuộm lại nhá. Còn cái lưới này thì chúng ta thì yên tâm, nếu lưới tàu các bác dùng cả vụ mà không phải lượn lại đâu. Đó, tại vì do cái sợi lưới, lưới tốt bao giờ độ bám màu cũng rất kém hơn. Tại vì sao? Nó có một phủ, một cái lớp bóng lên để bảo vệ sợi lưới rất là cao. Khi chúng ta đánh ở nhiệt độ cao, nó lâu bị biến đổi lưới và nó lâu bị chết mắt lưới là vì lẽ như vậy. Để các bác nhá. Đấy là một câu trả lời nói chung là nó cũng rất là dễ thôi. So với bác nào mà chúng ta đã chuyên nghiệp thì cực kỳ dễ hiểu. Nhưng các bác nào mà mới vào nghề thì các bác ấy thắc mắc thì em phải làm riêng một cái video này dành cho tất cả các quý khách hàng mới yêu quý của em.
để cho các bác hiểu rõ hơn về cái bản chất của lưới. Thì khi chúng ta mà tìm hiểu một cái sản phẩm nào chúng ta muốn đặt hàng thì chúng ta có thể yên tâm hơn để chúng ta đặt hàng cho em. Và ngoài sản phẩm lưới này ra thì bên em còn đầy đủ các sản phẩm loa, đài, âm ly, phụ kiện săn bẫy, phục vụ các bác đánh chim ngày, chim đêm. Các bác nào yêu quý hay là cần sản phẩm nào hay là đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào, hãy qua shop alo cho em. Em sẽ tư vấn cho các bác sản phẩm phù hợp với túi tiền của mình. Đấy. Và bên em thì đầy đủ phụ kiện, côn loa, đấy, côn loa phóng, côn loa tép, côn loa toa, vân vân. Đầy đủ phụ kiện luôn dành cho tất cả quý khách hàng yêu quý của em. Bác nào mà nhìn thấy em nhớ nhé, ấn vào chữ đăng ký kênh giúp em nhé, để cho em lấy động lực để làm những cái video và tìm ra những cái làm những video ngắn để trả lời những cái câu hỏi cho tất cả quý khách hàng mới của em. Đấy, và đưa lên những cái sản phẩm nào mà ok nhất, hay nhất để phục vụ tất cả quý khách hàng. Cảm ơn các bác đã ngồi cùng em xem hết cái video này. Hẹn các bác ở những video lần sau. Em chào toàn thể mọi người ạ.